cách bổ sung DHA cho bé an toàn hiệu quả mà không phải bà mẹ nào cũng biết. DHA là dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển trí tuệ và thị lực của bé. Tuy nhiên cơ thể trẻ không thể tự tổng hợp ra DHA. Vì vậy mẹ hãy tìm hiểu cách bổ sung DHA đúng cách cho bé ở video này nhé. Cách bổ sung DHA cho bé an toàn hiệu quả. Tuy DHA là chất cơ thể không thể tự tổng hợp được, nhưng có rất nhiều các để mẹ bổ sung DHA cho bé. Cách bổ sung DHA cho bé từ các thực phẩm giàu DHA. Một trong những cách bổ sung DHA cho bé đó là cho bé ăn các thực phẩm giàu DHA. Tuy nhiên, mẹ nên lựa chọn đúng nguồn thực phẩm an toàn và phù hợp với bé. Cá hồi. Nói đến thực phẩm chứa nhiều DHA thì chúng ta phải kể đến cá hồi. Ngoài hàm lượng protein cao, cá hồi còn chứa nhiều các axit béo omega 3 tức là DHA. Một bữa ăn có thêm vài lát cá hồi cho bé sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cá hồi sẽ giúp giảm nguy cơ bị phân hủy protein bắp và cung cấp DHA cho bé. Tôm Bổ sung tôm vào thực đơn hàng ngày của bé. Tôm được biết đến là một thực phẩm chứa nhiều DHA. Tuy nhiên mẹ chỉ nên cho bé ăn khoảng 20 đến 50 gram. Để trẻ tránh bị rối loạn tiêu hóa. Sữa Cách bổ sung DHA cho bé từ sữa cũng là một lựa chọn thông minh. Các loại sữa trên thị trường hiện nay có đầy đủ các chất cần thiết cho bé trong đó có DHA vì thế mẹ có thể cho bé uống sữa vào buổi sáng hoặc bữa phụ một số loại hạt các hạt như đậu phộng hạnh nhân óc chó hạt điều đều có hàm lượng dha cao không chỉ cung cấp dha cho bé các loại hạt này còn cung cấp các chất béo tốt cho cơ thể và giúp trẻ tăng chiều cao đa số các bé đều thích ăn loại hạt này các loại rau xanh một số loại rau xanh như rau súp lơ bắp cải cải xuân bí ngô rất giàu dha chúng cung cấp một lượng DHA đủ cho nhu cầu của bé. Các loại rau xanh này còn cung cấp chất xơ, giảm nguy cơ trẻ bị táo bón. Lòng đỏ trứng gà Bổ sung DHA cho bé nữa từ lòng đỏ trứng gà. Lòng đỏ trứng gà đã được chứng minh là rất giàu colin và DHA. Các chuyên gia khuyến cáo rằng mẹ nên cho trẻ em từ 2 đến 3 lòng đỏ trứng gà một tuần. Các loại thịt trắng Thực đơn của trẻ sẽ phong phú hơn khi có thêm thịt. Và thịt trắng chứa rất nhiều các dưỡng chất cho cơ thể, trong đó có DHA. Thịt ức gà là một loại thịt trắng chứa nhiều DHA và lại ít chất béo gây hại. Mẹ có thể chế biến một số món như salad ức gà, ức gà xào nấm, súp ức gà. Cách bổ sung DHA cho bé từ thực phẩm chức năng có chứa DHA. Ngoài cách bổ sung DHA cho bé từ các thực phẩm tự nhiên, mẹ có thể cho bé sử dụng thực phẩm chức năng chứa DHA. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm chức năng chứa DHA mẹ có thể dùng cho bé. Cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold là một trong những sản phẩm có chứa DHA được rất nhiều các bà mẹ tin dùng. Vì sao mẹ bổ sung DHA cho bé qua đường ăn uống nhưng bé vẫn gặp tình trạng thiếu hụt DHA? Bởi vì, bé không thể hấp thụ các dưỡng chất từ thức ăn. Sản phẩm cốm tiêu hóa sẽ giúp bé giải quyết được tình trạng này. Cốm Amano Enzyme Gold cung cấp hàng tỷ các lợi khuẩn, các enzyme tiêu hóa giúp bé tiêu hóa dễ dàng hơn. Ngoài ra, nó cũng chứa cholin và DHA giúp hình thành các tế bào não trẻ sẽ nắm bắt thông tin nhanh nhạy hơn, xử lý thông tin tốt hơn. Đối với việc ghi nhớ các kiến thức mới cũng trở nên dễ dàng hơn. Sản phẩm Amano Enzyme Gold được tạo nên từ các lợi khuẩn, enzyme tiêu hóa. Tinh chất men bia, các vitamin B, các khoáng chất DHA, lysine, các axit béo không no. Giúp bé hấp thụ các dưỡng chất từ bữa ăn một cách dễ dàng. Từ đó, trẻ sẽ phát triển một cách toàn diện về chiều cao, cân nặng, trí não. Một số lưu ý về cách bổ sung DHA cho bé. Bổ sung DHA cho bé an toàn nhất là qua thực phẩm tự nhiên. Tuy nhiên, mẹ cũng có thể cho con sử dụng cốm tiêu hóa, dạng viên uống, siro uống, nhưng mẹ hãy tham khảo ý kiến lời khuyên của bác sĩ trước khi cho con sử dụng mẹ nhé. Đặc biệt là khi cho bé sử dụng dạng viên uống, siro uống. Liều lượng dùng của hai dạng này mẹ phải lưu ý và tuân thủ. Trong khi bổ sung DHA mẹ cũng phải chú ý đến các dưỡng chất khác. Nếu mất cân bằng các chất có thể khiến trẻ phát triển không toàn diện. Đôi khi xảy ra tình trạng thấp bé, nhẹ cân, vì thế mẹ hãy lựa chọn một chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng cho bé nhé. Vì sao phải bổ sung DHA cho bé? DHA có bản chất là một axit béo không no. DHA gắn liền với sự phát triển của trẻ từ khi còn là thai nhi đến khi trưởng thành. DHA và sự phát triển thị lực của trẻ. Trong quá trình phát triển, DHA được tích lũy để cấu tạo nên tế bào võng mạc. Nó là trung tâm tiếp nhận ánh sáng và hình ảnh. Do đó DHA đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các tế bào nón thụ cảm ánh sáng, từ đó hoàn thiện sự phát triển thị lực của bé. DHA giúp trẻ phát triển trí tuệ. DHA là một trong những thành phần cấu tạo nên vỏ não. Nó góp mặt 50% trong quá trình hình thành xung động thần kinh và trong chất xám có chứa rất nhiều DHA. Trong bụng mẹ, bé cần một lượng lớn DHA để cấu tạo nên não bộ. Sau khi chào đời, bé cũng cần DHA để tiếp tục hoàn thiện sự tăng trưởng của não. Vì thế khi bé được cung cấp đầy đủ DHA sẽ có chỉ số IQ cao, giúp trẻ phát triển hệ thần kinh một cách toàn diện. DHA rất tốt cho tim mạch. DHA được chứng minh giảm sự hình thành các cục máu đông. Nó giúp tăng hàm lượng cholesterol có lợi, giảm triglyceride trong máu. Từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch vành ở trẻ em. Cách bổ sung DHA cho bé mang lại những lợi ích khác Đối với mẹ bầu, DHA còn làm giảm nguy cơ sinh non. Ngoài ra, DHA còn giúp trẻ phát triển về cân nặng, chiều cao. Nó giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ, cải thiện các rối loạn thần kinh, hoặc làm giảm tình trạng hội chứng tăng động, không tập trung ở trẻ. Nên bổ sung DHA cho bé khi nào? DHA có nhiều công dụng hữu ích như vậy, mẹ nên bổ sung DHA cho bé ở độ tuổi nào và thời điểm nào? Cách bổ sung DHA cho bé theo độ tuổi Phụ nữ mang thai thai nhi phát triển chức năng thị giác và thính giác ở tuần thứ 12. Vì thế mẹ bầu có thể bổ sung DHA ở thời điểm này. Hàm lượng DHA tối thiểu bổ sung cho mẹ bầu theo khuyến nghị của WHO là 200 mg một ngày. Con sẽ hấp thụ lượng DHA này qua rau rốn. Trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, con sẽ hấp thụ DHA qua sữa mẹ. Lượng DHA theo WHO khuyến cáo là tối thiểu 200 mg một ngày. Trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi đây là thời điểm con cần lượng lớn DHA để phát triển não bộ. Hàm lượng DHA mẹ nên bổ sung cho bé là 17mg DHA trong 100 kcal. Trẻ 1 đến 8 tuổi, nhu cầu DHA của trẻ khoảng 70 đến 100mg một ngày. Thời điểm này con có thể nhận DHA từ các nguồn thực phẩm. Tuy nhiên, bé có thể không thích cá hoặc các món chứa nhiều DHA. Cách bổ sung DHA cho bé từ các thực phẩm chức năng có thể là lựa chọn hoàn hảo cách bổ sung dha cho bé vào buổi sáng buổi sáng sẽ là thời điểm thích hợp để bổ sung dha cho bé vào buổi sáng cơ thể tràn đầy năng lượng các hoạt động trao đổi chất và tiêu hóa diễn ra mạnh mẽ do đó giúp tăng khả năng hấp thụ và chuyển hóa dha một cách tối đa bởi vậy một bữa sáng với các thực phẩm dầu dha là cách bổ sung dha cho bé vô cùng hữu hiệu cách bổ sung dha cho bé vào buổi tối một thời điểm trong ngày mẹ có thể bổ sung dha cho bé là buổi tối như mẹ đã biết về lợi ích của dha chúng có thể giúp bé có một giấc ngủ ngon và sâu và sau một giấc ngủ ngon bé sẽ có một cơ thể tràn đầy năng lượng tích cực cho ngày mới nhưng mẹ nên lưu ý về lượng dha bổ sung cho bé vào buổi tối lượng dha của buổi tối nên ít hơn so với buổi sáng để tránh tình trạng con bị khó tiêu đầy bụng tóm lại cách bổ sung dha cho bé là điều mẹ nên biết nên bổ sung DHA cho bé từ khi còn là thai nhi sẽ giúp trẻ có một nền tảng trí não để phát triển vượt trội. Các thực phẩm như lòng đỏ trứng, cá hồi, rau xanh, dầu ô liu nên có trong thực đơn của bé. Mẹ có thể bé sử dụng cốm tiêu hóa để đảm bảo đủ lượng DHA cần thiết. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.